Hello, chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã trở lại với kênh. Chúc các bạn một ngày mới an lành, vui khỏe và gặp mọi may mắn trong cuộc sống. Hôm nay mình đi chợ, rồi anh giao mình lại thèm ăn cháo. Thì tụi mình đi tìm tiệm cháo mà đi dăng với stew luôn. Thì tụi mình có ghé vô cái tiệm Congee Queen ở đây. Thật ra tiệm này lúc trước mình cũng có đó ăn lần, mình thấy ở đây làm ngon. Bởi tụi mình ghé vô. Thật ra cái tô cháo này á, nhiều khi đủ ăn cho ba đứa mình. Vậy mời các bạn dùng bữa với bọn mình nha. Hello mama. Hello daddy. Ăn cháo seafood. Hôm nay không có định đi quay phim, tính đi chợ gấp gấp đi về nhà đâu, cái nói đi ăn rồi đi lạc đường lên đến đây thì thôi ngồi vô đi ăn thì quay luôn để share với các bạn. Thấy không, kỳ trước đâu có xèo xèo vậy đó, ăn với không? Kỳ này nó làm ngon. Nóng đói không ăn giờ no rồi, Dũng ngồi không à. Nhưng mà khi ổng đói thì ổng ăn lẹo quá. Ăn mấy trái đi. Cá này không có xương đâu, cá thịt á. Mà kỳ trước này em thấy cũng được. Đây, cái này miếng cá. Mà cá này nó không có xương đâu. Mới đầu tôi không có này gì mà cá. Cá ở miếng cá kỳ trước ăn lần rồi. Nhưng mà kỳ trước không có làm đẹp giống vậy này, xèo xèo vậy. Bởi vậy tiệm này là ngon nhất. Giống như miếng xào chua ngọt. Còn giòn đó, anh thấy không? Vẫn còn giòn đó. Thì tại sao nó không trend á? Tiệm nào cũng phải làm giống nhau, giống vậy nhưng mà phải cân lượng đúng nhau vậy. Nhiều khi mỗi tiệm nó làm chủ á. Để thấy nãy giờ ra mà đã còn vô mà nó vẫn còn giòn cá. Hôm nay nó cũng có cải nè. Cải. Thì ngon hơn. Ngày nóng thì trước. Nóng bây giờ cũng vẫn còn nóng, nãy giờ biết bao lâu mà vẫn còn nóng, nó không ổn miệng em mà còn nóng mà làm cái gì á. Em biết là vậy là chủ cái tiệm đó, nó ăn gian ăn mấy không. Tại khi mà một cái franchise ấy, người mà cũng như lợi hay đưa ăn, họ có nhiều cái đồ mới đó, họ lợi họ chỉ cho mình làm á, họ bắt mình đông lượng vô, nó đứng bán nó ăn, nó đứng nó chỉ cho mình bán. Ngày xưa em làm ở khô chơ đó. Ăn xong rồi. Ba cũng ăn xong rồi nè. Sao bữa nay ăn thấy ngon không? Thấy được không phải không? Ngon. Nhưng mà đồ ăn còn nhiều. Ngon nhưng mà đồ ăn còn nhiều lắm nè, thấy không? Đó. Đó. Xin còn phát thì cô. Bây giờ cũng phải đem về nè. Ăn đâu có hết đâu. Nhưng mà kêu ít thì kỳ lắm, đi vô nhà hàng mà đi kêu. Thật ra cái sách của ba đứa mình á, ăn cái tô cháo đó là đủ rồi. Đủ lên nè.
Tại hồi nãy mà tụi mình đi chợ, nhưng mà nãy trong chợ mình không có quay. Mình đi chợ xong rồi cái mình đau ảnh thèm ăn cháo. Mà tại giờ ông xã mình á, ổng ốm quá, giờ ổng thích ăn gì để ông ăn cái đó. Thì mình mới đi theo. Bây giờ vô đi ăn nữa, mình ngon quá. Bây giờ mình phải xin cái đồ để mình đựng đem về. Giờ xin đồ để to go. Giờ để nó về. Em nghĩ đổ đều lên cũng được ăn. Cái này cũng má ba là kỹ hay chưa, má ba phải sắp lại đồ, mặc dù ăn đồ dư á phải sắp lại cho đẹp. Hôm nay mình đi chợ thì cũng hơi trễ chứ không phải đi ban sáng, chiều mình mới đi. Bởi vì mình muốn phải đi lẹ đi về, rồi nhưng mà anh Giao lại muốn đi ăn cháo, rồi mình phải đi ăn cháo. Thì giờ mình ăn xong mình cũng phải lẹ đi về. Mà đường từ đây về nhà cũng không có gần đâu, cũng khoảng 40 phút chứ không có lẹ đâu. Mình phải về lẹ để cho chó ăn. Tại anh chó này anh tham ăn lắm, để đồ ăn trước khi mình đi thì nó sẽ ăn, thì tối nó đói. Bởi vì mình phải đúng giờ cho nó ăn. Có chị mèo đang bệnh thì phải đút cho chị ăn nữa, tại chị ăn ít quá. Tối rồi. Cứ ăn xong là hả hê nữa. Ăn được là vui rồi. À, đây là con đường dân nè, con đường dài nhất của thành phố mình đó. Trên cái khu này thì người đại hàng có nhiều tiệm ở trên đây. Tiệm đại hàng được. Nhưng mà em thật chữ đại hàng nhiều hơn chứ. Tiếng xe của ông xã dơ quá, nhưng mà tại mình nhân dịp mà đi đường này thì mình quay chút xíu cho các bạn coi. Nhưng mà cái tiếng xe ổng thiệt là dơ. Mình thấy bên mình á Noel nè, nhưng mà họ không có treo đèn đường đẹp như ở mấy Á Châu. Mình thấy Việt Nam nè, China, Korea, Thái Lan đồ, người ta chưng đèn đẹp thiệt là đẹp vậy đó. Nhưng mà bên đây á mình thấy không có chưng đèn đẹp. Đến gần đó chắc đường Blue đó thì nó mới có thôi, nhưng mà đường này không có. Nhưng cái tiền rent của cái khu này á, của đường dân này rất là mắc. Rồi vô là nóng tay nè má ba. Hồi nãy giờ mình đi, từ nãy giờ mình đi ăn ra đó, mình đi ra về đến đây nè, nửa tiếng hả? 7:17 rồi, 7:17 15, bây giờ 45 đi là nửa tiếng. Nãy giờ mình đi nửa tiếng, từ chỗ mình ăn đến giờ nửa tiếng chưa về đến nhà. Nó đi một con đường thôi phải không? Nãy giờ mình đi có một con đường dân này thôi. Đường dân này là cái đường mà dài nhất của mình á. Dài đến nhà Gary luôn đó anh. Khúc cho bên trên đó là... Trên cái con đường dân này là mướn rất là mắc tiền. Mướn rất là mắc tiền. Cái này college nữa. Nó quẹo thôi xuống nữa không? Tới đánh đá là hết quẹo. Nó chạy thẳng lên, tuốt ra tới bờ sông Hồ mới quẹo được. Có một
chặn lại là nó đang làm đường. Nói tụi mình phải đi vòng lại ra phía ngoài coi là sườn quẹo quá Spadai nè. Thì cái đường này là cái đường mà đi ra phố tàu của mình nè, là cái đường ngay phố tàu nè. Và sau đó mình sẽ quẹo đan đát mình đi về nhà mình. Mình chân thành cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn một ngày mới an lành, vui khỏe và gặp mọi may mắn trong cuộc sống. Xin đừng quên đăng ký kênh, bấm like và share video để mình có động lực làm video mới. Chào tạm biệt, gặp các bạn ở video sau.